Lần này một con mình cố thắng anh cậu nhá. Qua chưa? Rồi. Ừ. 16, 11 rồi. 16, 12. 17, 12. Cái đánh tiếp đi. Cái đánh út rồi. À, anh phải đánh qua lưới rồi. 18, 12. 19, 12. Mang ngoài 18, 13. Chưa qua lưới. 19, 13. 21 và 6 là chúng đầu thì ca được điểm. Bây giờ tỷ số là 19, 14. Chưa qua lưới, phát lại nhé. Phát lại có được không? Cầu lông được phát 2 lần. À, cầu lông thêm ca phát lại nào. Ca phát bóng lại. 19, 15 rồi. Rồi là bao nhiêu? 19, 16. Ra ngoài. 19, 17. Em ca cố lên. Còn một xét nữa mà. Em ca cố lên. Nếu mà chẳng biết này thì còn một xét nữa. Em ca đánh đi. 19, 18. Lại ra ngoài rồi. 19, 19 đều. 19, 19 đều. Được rồi. Ê, đừng kích sát sát phải cái này để kích ra được. Đá vào con, 19, 20. Ơ, ai thắng? Con thắng. Ơ, con đánh ra ngoài mà sao? À, em ca thắng không? Em ca thắng rồi nhá. 21, 19 đấy. Nào, bây giờ vào xét mới. Thôi, có khi hai tuyển thủ nghỉ để ăn cơm nhờ nạp năng lượng tí nhỉ? Rồi, giờ nốt xét này nhá, rồi xin mời con khẩn trương lên và ăn không lò nguội rồi. Một công em ca đấy là đi. À, đổi bên em ca đến đây. À, đổi vật đổi bên nhé. Hai công rồi vật ra cái này. Nhưng mà em ca em đánh cho nên bố không đánh. Bố đánh. Ừ, em ca đánh. Em đánh cho nên bố hay sao bố lại không đánh. Nhưng khi nào mà bóng, khi nào cầu vào người gần người bố thì bố mới đánh. Nha. Em ca đánh đi 3-0 rồi đấy. 10-0. Bố ơi, có khi 21-0. Có khi em ca quay ngược người lại đánh thì qua người thì đánh. Em ca đánh đi. 5-0. Chúng rồi. 6 câu. Chúng rồi, nhưng mà chưa qua lưới. Lưới này. Vâng, nốt nó một tí tẻ nữa. 7 câu, nghe em ca bà ấy cũng phải tận là 2 câu luôn đấy. 10-0 lùi lại 10-0 con đang thắng.